Thưa quý vị, tại thành phố Đà Nẵng, mùa hè năm nay, các trường học có bể bơi trên địa bàn thành phố đã tổ chức dạy bơi miễn phí cho học sinh. Sau 2 tháng triển khai, hoạt động này đã mang lại nhiều hiệu quả, giúp nhiều học sinh được trang bị kỹ năng bơi lội, phòng chống đuối nước. Với sự đầu tư đồng bộ, huy động nhiều nguồn lực xã hội, đến nay, thành phố Đà Nẵng đã có hơn 78% trường tiểu học, 40% trường trung học cơ sở có hồ bơi. Mùa hè này, bể bơi các trường học vận hành hết công suất để phục vụ cho nhu cầu học bơi của học sinh. Vào buổi sáng thì cỡ 5 rưỡi đi bơi, cỡ 30 phút đến tiếng, em cảm thấy bơi lội thì giúp em rất là sảng khoái và khỏe, phát triển chiều cao. Đến với các lớp học bơi, học sinh được giáo viên cung cấp thông tin cần thiết về môn bơi lội, hướng dẫn thực hành những động tác bơi cơ bản, cách ứng phó khi bị đuối nước, cách phòng tránh đuối nước và đuối nước tập thể. Các lớp học như thế này được mở từ đầu tháng 6, ngay khi học sinh được nghỉ hè và liên tục bổ sung những lớp mới. Ban đầu, nhiều em gặp khó khăn vì bản thân chưa biết bơi và còn sợ nước. Tuy nhiên qua thời gian, tất cả dần hào hứng khi được học bơi. Từ đầu tháng 6 đến nay, nhà trường đã tổ chức dạy bơi miễn phí cho học sinh khoảng 150 em. Sau 2 tháng triển khai, tôi thấy chương trình rất là hiệu quả, giúp các em học sinh có kỹ năng bơi lội và phòng chống đuối nước. Sau hơn 2 năm bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, việc cho con đến với các hồ bơi đã trở thành nhu cầu bức thiết của phụ huynh, nhất là khi tai nạn đuối nước ở trẻ em vẫn luôn là mối lo lớn mỗi khi hè về. Việc dạy bơi miễn phí tại trường học, các trung tâm văn hóa thể thao mùa hè này đã giúp nhiều trẻ em khó khăn có điều kiện tiếp cận với môn bơi lội, vừa rèn luyện sức khỏe, vừa nâng cao khả năng tự bảo vệ chính bản thân mình. Trong 3 tháng qua là nhà trường đã khai thác hết công năng và đã có 600 em học sinh đã được biết bơi. Số lượng học sinh biết bơi của nhà trường nhiều hơn so với dự kiến. Các thầy cô cũng dạy cho các em là bơi ở trong cái môn tự chọn như là môn thể dục lớp 4-5 và môn giáo dục thể chất lớp 1-2. Trong đó là các em được bơi ở ngoài tiết và tất cả là đều là bơi và không có thực hiện công tác xã hội hóa, mà ở đây tất cả đều được miễn phí. Hiệu quả từ những lớp học bơi miễn phí không chỉ ở chỗ giúp học sinh biết bơi, mà điều quan trọng hơn là tạo một hiệu ứng từ phía gia đình và xã hội, nâng cao nhận thức về việc rèn luyện cho các em kỹ năng bơi lội, một trong những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống.